Mốt bớt rủ em tao đi chơi lại nghe mày. Rủ đau, nó rủ em mà. Con này này nó hay dụ dỗ dữ lắm. Trời ơi, con này nó sập sình dưới xóm dưới á chị. Ăn đi hả, biết làm với em chứ hiền lắm gì, chị nói em rủ. Chứ gì nữa, nấu cơm từ sáng tới giờ chạy vòng vòng không thấy một thằng nào. Nè, gạo nó phải gạo ST25 thôi. Nó báo nghe gì. Không nói thường thiện nha. Ngon quá. Ăn cá ngon à? Nay động trời ha, nay động trời nấu cá kho ha. Đó. Rồi sao thằng này qua ăn ké tối ngày vậy mày? Má mày đâu sao không nấu cơm cho mày ăn? Đỡ tốn. Ăn ké lúc nào cũng ngon á. Ừ. Ăn cơm nhảm không? Ừ. Không ăn cơm không? Ừ. Vậy là nó sắp nhập học khẩu rồi đó. Ừ. Vậy tháng góp nhiêu nè mấy ký gạo? Trời ơi, tôi đâu có ăn gạo đâu, bắt tôi góp. Từ bữa nào thật có bán ghế tôi đem qua tôi cho.